Dạ vâng, xin kính chào khán giả đã được kết nối về tổng đài chăn nuôi của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến ạ. Dạ chị cho em hỏi, do em có nuôi 17 con bò á. Dạ vâng ạ, xin mời khán giả hãy tiếp tục với câu hỏi của mình ạ. Mà con bò nó có bị chảy nước mắt, với lại có một con triệu chứng là nó bệnh bỏ ăn. Dạ vâng. Mà nó uống nước nhiều. Dạ vâng ạ, còn những triệu chứng nào khác nữa không ạ? Dạ không. Dạ vâng, với Thế trường con hợp. bò nó gầy với chị. Dạ vâng ạ. Gầy mà em chết nữa. Xin phép là cho chương trình được hỏi là khán giả tên là gì và hiện đang sinh sống ở địa phương nào được không ạ? Dạ em tên là Nhàn. Dạ vâng, và mình đến từ địa phương nào vậy ạ? Em đến từ Ngọc Hồi, Kon Tum ạ. Dạ vâng. Sau đây thì xin mời khán giả hãy cùng lắng nghe lời tư vấn của chuyên gia Trương Văn Dung ạ, dành cho câu hỏi của mình ạ. Vâng, xin chào chị Nhài. Như vậy tức là chị có nuôi một số bò. Thì hiện tại thì nó có một số con nó bị có rửa mắt đúng không? Có rửa mắt và thứ hai là nó mệt mỏi. Nhưng mà chắc chắn là nó có sốt đúng không? Dạ không, không sốt ạ, do nó có bị rỉ mắt, với lại nó bị triệu chứng bỏ ăn có 2 ngày nay ạ. Bỏ ăn 2 ngày nay. Thế nhưng mà chị có đo nhiệt độ không mà chị biết nó không sốt? Chị thấy mũi nó khô không? Dạ mũi khô bình thường, không sao hết ạ. Thế thì mũi khô bình thường. Đấy. Thế thì tôi nghĩ này, tức là nó có thể là nó bị bệnh túi trùng nhưng mà thể nhẹ hơn. Đấy. Thế thì chị nên dùng cái phác đồ này, chị điều trị này thì nó sẽ hiệu quả này. Chị nên dùng cái thuốc enrofloxacin, chị ghi lại. Enrofloxacin hoặc chị dùng doxycycline. Được chưa? Enrofloxacin hoặc là chị dùng doxycycline. Doxycycline. Vâng đấy. Thứ hai là chị dùng thuốc caffeine. Caffeine chị kết hợp với vitamin B1, vitamin C. Chị tiêm bắp cho nó một lần trên ngày và tiêm bắp 3-5 ngày để cải thiện về hô hấp và tuần hoàn. Còn nó không sốt thì thôi, không cần phải dùng thuốc allergen. Nhưng mà chị thường dùng cái thuốc Cartosan ấy, là thuốc bổ 10%. Cartosan thuốc bổ. Vâng, thuốc bổ 10%. Chị tiêm bắp cho nó một lần trên ngày, tiêm bắp 3 ngày liền. Thì chị dùng cái phác đồ như vậy, chị điều trị thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ khỏi bệnh. Lưu ý là đối với kháng sinh thì chị phải dùng liên tục thời gian là từ 3 đến 5 ngày. Nếu mà chưa ấy phải đến 5 ngày nhé. Thì như vậy là chắc chắn nó sẽ khỏi bệnh. Dạ, mà sao cho em hỏi nó uống nước nhiều. Nó uống nước nhiều thì nếu mà nó uống nước nhiều thì chỉ cần cho nó uống thêm bổ thêm cái chất điện giải glucose, chỉ hòa vitamin tổng hợp cho nó uống. Thì như vậy nó nâng cao được sức đề kháng của nó. Và nó sẽ khỏi nha. Dạ. Nhưng mà có điều này này. Nhưng mà do có bầy chó 40 con mà sao nó cứ vậy cũng triệu chứng bỏ ăn, xong mà không. Cỡ 2-3 ngày là tự nên co giật mà chết. Cái hiện tượng mà bị tự co giật mà chết ấy, ở châu bò ấy. Dạ. Không, có em có bầy chó mà 30 con á, chị nuôi là bầy chó 30 con. Dạ. Chị nuôi thế xong là giờ nó làm sao? Dạ cũng triệu chứng bỏ ăn, cũng nó ăn bình thường nhưng mà tự nó bỏ ăn rồi nó bị tiêu chảy rồi. Tiêu chảy phân màu gì? Tiêu chảy phân màu gì? Màu vàng, con thì đang màu đỏ. Màu đỏ. Thế thì nó bị bệnh viêm dạ dày ruột truyền nhiễm. Thế thì chị phải ghi lại là chị cần phải dùng thuốc oxytetracycline tiêm. Oxytetracycline tiêm buổi sáng nhá. Và kanamycin tiêm buổi chiều. Chị tiêm liên tục như vậy từ 3 đến 4 ngày liền. Liều lượng theo dẫn sản xuất. Thứ hai ấy, là chị cần phải dùng thuốc caffeine kết hợp vitamin B1, vitamin C. Chị tiêm bắp cho nó một lần trên ngày và tiêm bắp có thể 3-5 ngày. Đấy, và trong trường hợp này là nó bị sốt đấy. Đấy, thì chị phải dùng thuốc allergen C tiêm bắp một lần trên ngày, tiêm bắp 3 ngày để hạ sốt. Thế và nó bị tiêu chảy phân có màu đỏ thì nó chảy máu ở đường tiêu hóa. Cho nên chị phải dùng tới vitamin K tiêm bắp cho nó một lần trên ngày, tiêm bắp có thể 3-5 ngày để cầm máu.
và đồng thời là chị cho uống chất điện giải glucocase, chị hòa với vitamin tổng hợp cho nó uống 3-4 lần trên ngày, và cho uống khoảng 5 ngày liền đến khi nó khỏi bệnh hoàn toàn.